Kawan sih alam tua. Tahu. Ghê đấy. Không lấy gương à? Có. Không lấy gương à? Gương cất rồi để nó thay gì bác. Ai làm gương kìa. Sáng đổ trần bận bịu quá. Ờ, sao? Hả? Tôi điên rồi. Hả? Ngon ngủ nha. Ngon ngủ nha, lấy nó làm. Ai? Không. Dở. Quay lần tầm này nếu mà nghỉ tối là ông ấy đi chơi rồi. Hả? Nay nó tất cả buổi trưa rồi. Thế đã nào gọi trả đi là gì? Tối nay có nghỉ không? Mày nghỉ từ tối hôm qua đây chờ từ thế. Có phải lăng ngay à? Chán nhỉ, nếu có đi đâu chơi. Tao vừa gặp bạn thân mình.